Vâng, Zipman kính chào các quý anh em nhé. Hôm nay Zipman có về thêm một cái mẫu Zippo rất là đẹp. Zippo này thuộc cái chủ đề xuất nhật anh em nhé. Thì nó được đựng trong cái hộp trông rất là sang trọng anh em nhé. Bọc lớp da bên ngoài đây, lớp da, và khi mà anh em mở ra thì bên trong đây, đấy, cái này thì bên trong này có một cái lớp kiểu như da nữa. Đấy, và sản phẩm thì nó được nằm ở đây anh em nhé. Đấy, cái hộp nó thì cũng trông khá là bắt mắt. Cái này thì anh em có thể mua để sưu tầm, sử dụng hoặc là làm quà tặng anh em nhé, thì rất là tuyệt vời. Nhân vật chính chúng ta thì nó được nằm trong cái hộp to như thế, và khi bóc ra thì nó cũng cái hộp cũng như những chiếc Zippo khác anh em nhé. Đây, nó như thế, và chiếc Zippo này thì có chủ đề về Tây Du Ký anh em nhé. Đây, đấy, mặt trước là có hình ông Tề Thiên Đại Thánh anh em nhé, Tôn Ngộ Không đấy. Thì chiếc Zippo này sẽ được shop ship COD anh em nhé. Hàng đến nơi rồi anh em kiểm tra đúng hàng rồi em nhận và thanh toán tiền sau thôi. Mình sẽ bóc cẩn thận ra và giới thiệu cho anh em. Đây, cái này thì nó được khắc theo cái họa tiết là khắc 3D anh em nhé, tức là khắc có nổi có chìm. Đấy, rất là sắc sảo luôn. Nhìn trên clip không biết như thế nào, chứ nhìn ở bên ngoài rất là đẹp anh em nhé. Chất liệu cái này nó là bằng đồng thau suối brass anh em nhé. Sau đấy được khắc nối khắc chìm theo công nghệ 3D. Đấy. Và cái này thì màu trắng đây là mạ bạc cổ anh em nhé, mạ bạc cổ. Còn cái màu vàng đây, mặt trước màu vàng này, mặt sau cũng màu vàng này. Đấy. Đấy. Mặt trước có khắc hình Tôn Ngộ Không này. Đấy. Mặt sau thì cũng cái lưng của ông và các cái thầy trò khác anh em nhé. Ví dụ như đây này, có cái ông Trư Bát Giới này, ông đang vác cái cào này. Đấy. Thì chút nữa mình sẽ bóc tem ra và mình giới thiệu luôn cho anh em xem. Đây là một cái phiên bản limited anh em nhé, giới hạn, và nó chỉ sản xuất 1.000 chiếc trên toàn cầu thôi anh em nhé. Đấy, nó như thế. Bên trên đây thì nó cũng có mấy dòng chữ Hán này. Đấy. Về cái mộc đáy của cái dòng Armor này thì là mộc đáy lồi anh em nhé, và nó được sản xuất năm 22. Đấy, trông rất là đẹp. Cái này anh em mua để làm quà tặng hoặc là sưu tầm thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Cạnh này thì có khắc cái chữ ký anh em nhé. Đấy, nó như thế. Ok, thì bây giờ mình sẽ bóc ra. Đấy. Và để cho anh em tiện theo dõi thì mình sẽ ngay lập tức mình test âm luôn cho anh em nghe nhé. Đấy, âm thanh đấy anh em nhé. Một chiếc Zippo xuất Nhật Armor, âm thanh thì cũng khá là ok. Còn bánh xe thì siêu bén nhỉ. Một cái điểm đặc biệt của cái dòng này này, cái dòng là mạ bạc mà bạc cổ kiểu như xuất Nhật như thế này, thì bên trong nó lem như thế này anh em nhé. Cái công nghệ mạ bạc bên ngoài này thì nó mạ như thế nào thì bên trong nó cũng lem như thế này. Đấy, chứ không phải là nó bị cũ bị ấy đâu anh em nhé, bị lỗi đâu anh em nhé. Vỏ và ruột thì cây này sản xuất cùng năm 22 anh em nhé. Còn chữ cái thì thường là lệch nhau mấy tháng, không quan trọng. Đây, cái ruột nó thì cũng như những chiếc ruột khác anh em nhé. Cổ đa cao, bánh xe cắt xéo. Đây, châm xăng thì anh em châm vào đây. Cái này thì anh em dùng tầm khoảng được 5-7 hôm là giữ xăng là rất là ok anh em nhé, thậm chí còn hơn nữa. Ok, đến bây giờ đi chi tiết thêm về cái chủ đề này anh em nhé. Mình sẽ zoom cho anh em xem cái mặt của cái ông Tề Thiên Đại Thánh này. Đấy, cái mặt của ông như thế này anh em nhé. Đấy, trông rất là thần thái. Đấy, nó như thế. Về cái bản lề thì kín anh em nhé, thân trên thân dưới kín này, và bản lề cũng rất là kín, nên là cầm xăng cũng rất là tốt luôn. Về mặt sau đây, mặt sau thì cũng có hình Tề Thiên Đại Thánh đấy, anh em nhé. Nó như thế. Và trên đây thì có 3 thầy trò, 4 thầy trò Đường Tăng đây anh em nhé. Trư Bát Giới này, Sa Tăng này, ông Phò này, với cái con ngựa đấy anh em nhé. Đấy, bên trên thì đây có chữ như thế này. Hiện tại cái này shop đang phân phối và ship COD anh em nhé, có bảo hành trọn đời. Đấy, cái này thì hàng cao cấp, và giá của nó chỉ là 2.280.000 thôi anh em nhé, 2.280.000 thôi. Đấy, anh em muốn lấy cái này thì shop sẽ gửi cho anh em tới nơi, anh em kiểm tra đúng hàng rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi nhé. Mọi thông tin thì có trên website zipman.vn nhé. Anh em cần thêm thông tin gì thì cứ lên Google ạ, chứ zipman.vn ạ. Vâng, kính chào tạm biệt. Anh em xem video cho shop một đăng ký kênh và một like nhé.